Trời ơi, nguyên cái đám chuồn chuồn này nó bay thấp rồi. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa rồi, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Ở này này nó bay thấp chủng luôn á cả nhà ơi. Dầu vậy là lát nữa thế nào cũng có mưa. Mình dọc theo những cái tuyến bờ kênh ở thị trấn Cần Giuộc này cũng có nhiều điều thú vị lắm cả nhà, nhất là cảnh quê ở đây còn rất là nhiều luôn. Nào là những cái hàng dừa xanh ngát hai bên đường, thỉnh thoảng mình thấy những cái bụi chuối không biết nó mọc dại ven đường hay là người ta trồng nữa đây. Cái điều đặc biệt đáng nói ở đây á, nó giống như là ở Đức Hòa mà những cái clip trước mình đã đi và khám phá đó cả nhà. Đó là mình thấy những cái đám lục bình á, nó nở đặt kẹo hết những cái dòng sông, những cái con kênh ở nơi này. Và trong cái clip kỳ này, mời cả nhà cùng quê nhà ngày nay đi dạo ngắm cảnh vào một buổi chiều ở quê hương thị trấn Cần Giuộc cùng với em nha. Cái con kênh mùa này nó đầy lục bình luôn. Ở đây là một cái cây cầu đi qua từ cái bến bờ này qua bến bờ kia cả nhà ơi. Cái mùa này ở đây sao giống như là cái mùa ở bên ở trên Đức Hòa hôm trước mình đi á. Thường thường ở Cần Giuộc làm gì mà có dòng kênh nào mà lục bình nó đầy rẫy như thế này. Ở đây mà tính ra là mình đi ra ngoài con sông cái á, con sông gọi là con sông lớn á, thì nó xa sâu dữ lắm. Ra ngoài sông Cần Giuộc á, nó phải đi qua những cái nhánh sông tẻ rất là nhiều. Một con đường đê là bên đây nè cả nhà. Còn đây là cặp với lại con kênh. Cặp con kênh này bà con mình trồng nhiều loại lắm. Nhiều loại cây à, đây nè cây dừa, dừa lửa nhìn đỏ lồm hả ta, trái dừa y như là dừa dâu, cái kiểu dừa dâu. Dừa này mà chưa nắng mình chặn trái ha, ra lấy dao chặn trái ướp lạnh thì càng tốt, còn uống nếu mà uống tại chỗ thì càng ngon đó. Ngồi dưới gốc dừa nó mát rượi rượi. Bên đường ta cũng trồng chuối nữa nè. Chỗ nào mà trồng chuối nhiều quá thì không có thấy luôn, không thấy dòng kênh. Cả nhà thấy bên kia nó chỉ mưa đen ngẹt luôn rồi. Cái hướng dưới Cần Đước, Gò Công á. Cặp cái con kênh này cũng nhiều điều thú vị lắm. Thì em cũng thể theo yêu cầu của nhiều khán giả trên kênh quay những con kênh, những dòng sông quê ở Cần Giuộc mình cho cả nhà xem. Nhìn ngắm nó rất là đẹp cả nhà. Cái đống rác bà con mình gom lại để đốt, lá cây ở đây nó nhiều lắm. Bên đây có cây chầu gì đâu mà nó khóa cũ kỹ quá rồi, biết còn ở hay không đó mình cũng không có nhận định chính xác được nữa. Tới cái đoạn này nó hơi thưa cái lục bình ở dưới dòng kênh, nước nó lòi ra, nước này sao nó vàng khè vậy ta, nhìn nó không được trong xanh, không được có cá cho lắm đó. Giờ này là buổi chiều cả nhà ơi, buổi chiều mà trời chuyển mưa, nắng cũng hé lên nhẹ nhẹ thôi, không có nắng gắt. Đi vòng vòng cặp những con kênh này mình không mát tuyệt đẹp ạ. Hồi nãy cái đoạn ở trên á thì em cũng chạy xuống, có anh ảnh đang câu cá mà anh dính mấy con cá khác lác á. Mà anh em vừa lại móc cái máy quay ra cái bắt đầu ảnh đi luôn. Nhiều khi có những anh chị mình ngại á mà không có nói được, cái đó là tùy duyên thôi cả nhà ơi.
Anh tính lại em hỏi em nói chuyện với ảnh với lại quay những con cá cho cả nhà xem á, mà ảnh đi mất tiêu, mình không có kịp quay luôn. Em nghĩ là ảnh không có đồng ý á. Cỏ đây khô hết ha, người ta xịt á. Cái mùa mưa đến rồi thì ha, phải nói chứ cỏ nó mọc tùm hết giáo hai bên đường. Đường này là nhìn sơ sơ mình thấy ít xe chạy á, nên cỏ nó mới mọc vậy. Khu này trong đồng, cải tay bèo, còn lúa. Lúa này người ta chưa thu hoạch, mấy này người ta thu hoạch hết rồi. Trời đẹp quá ta. Ô, mùa này lục bình có bông rồi nè. Bông tím tím quá trời đó cả nhà ơi. Bông này mà chấm nước cá kho ăn ngon lắm à. Để em phóng to lên cho cả nhà xem nha. Nhiều lắm. Nhưng mà ngặt một nỗi á, là ở đây á, sâu lắm mình lội xuống không có được. Đây phải có chiếc xuồng ba lá đó, rồi mới chèo ra ngoài, bơi ra ngoài á. Cái kiểu mà bơi ra ngoài để hái thôi. Chứ đây mà ai mà nhảy xuống chắc lúc đầu luôn á cả nhà ơi. Ở bên kia con kênh nhìn thấy những cái hàng dừa xanh, quá đẹp. Ở đây con cây nhà, nhà có bốn của bà con mình. Buổi chiều mà trời ông chuyển mưa, nhìn những cái hàng dừa này nè, đó. Đẹp lung linh mộc mạc, bình yên quá. Gió nó thổi hiu hiu nữa. Lâu lâu mới có chiếc xe chạy ở trong cái tiếng này. Xe em nó chạy đi đâu. Qua đây là cái hàng cây xua đũa. Xua đũa này người ta trồng, người ta bán nè. Đó, có bông lai rai à. Chắc hết mùa rồi. Cây cũng già già không á cả nhà ơi. Già không ha. Cứ cao cao chút xíu mà ta chặt, nó tẻ ngọn ra nó lên. Nó lên bông còn dữ hơn nữa. Coi như néo luôn á. Đứng ở dưới mình hái nó dễ dàng. Ngay đây có cái ổ, gọi là ổ voi, ổ gà, ổ voi. Ứ nó đọng nước, cái đường nó dễ hư. Đường này còn đá xanh, chưa có cán nhựa. Trời, cảnh bên đường đẹp quá. Muốn qua bển quay cho cả nhà xem quá mà không có cái cầu nào để đi qua hết nè. Đồng ruộng lúa chín không à. Nè, ở đây nè, có cái bông, hai ba cái bông nè. Nó sát với lại cái bờ mình đi luôn. Bên đây có nguyên cái dàn mướp luôn nè cả nhà. Mướp người ta trồng. Cũng có trái lai rai rồi nha. Cảnh ở Cần Giuộc cũng đâu có thua gì những cái miền Tây sông nước phải không cả nhà. Có kênh, có rạch, có lục bình, có cảnh thôn quê còn nhiều. Thấy vậy chứ không phải vậy ha. Tại vì cái kênh của em thì chuyên quay về những cái đồng quê, những cái cảnh quê miền sâu thôi. Chứ ở phía ngoài thì nó vẫn nhộn nhịp ha. Nhộn nhịp như bao nhiêu cái tỉnh thành khác. Đâu đâu nó cũng có một cái gọi là nhộn nhịp sung túc á. Gọi là mình sung túc á cả nhà. Còn quay cảnh quê, yêu cảnh quê thì quay những cái con đồng, những cái cánh đồng, những cái con kênh còn hoang sơ như thế này. Qua đây người ta trồng chuối đẹp quá, có trái luôn, có hoài luôn. Trồng ké ở cái bờ đê này nè, coi như mình trồng cho có vậy đó, nhưng mà vẫn thu hoạch ha. Thấy có hoài hoài chuối nó cũng dài dài, nó cũng bự, nó cũng to rồi đó.
con kênh tới cái đoạn này nó đánh một cái cua, cái dòng cua đẹp, tuyệt đẹp luôn. Ở dưới đây có cây cỏ dại nó mọc, nó mọc nhiều lắm, nó không có thua gì lục bình luôn á. Nhưng mà cây này em cũng không nhớ tên được, thật sự không nhớ tên luôn, không biết có ăn được hay không. Hồi xưa trên những cái ruộng đồng đó, nó có một cái loại cây bồng bồn, cái bồng bồn nước á, gọi là bồng bồn ở ruộng á nghe cả nhà, chứ không phải bồng bồn mà bây giờ người ta trồng đâu. Thì cái đó mình làm chua mình ăn cũng được đó, mà giờ cũng thấy mất dấu luôn rồi. Với lại dâu chóc á, cả nhà nhớ ai mà xưa á, ông bà mình lớn tuổi sẽ biết dâu chóc ở ruộng, rồi cái đó chấm nước mắm cá kho ăn nó đậm chất quê hương miền Tây mình đừng chết luôn á. Từ bên đây ngó qua bên kia cái trái bếp sau nhà, sau nhà ai, nhà cũng bình dị đơn sơ lắm. Ngồi đây cắt hẳn cái chậu luôn kìa, chậu lá. Chiều chiều đi ngắm cảnh với em, dạo vòng vòng cảnh quê cả nhà. Thì quay cảnh quê như vậy thì cả nhà đừng có hỏi em con đường này mang tên gì. Thật sự ra nó không có tên đường luôn. Còn tra trên Google Map thì thôi thua, bó tay, đâu có ra được. Ngay đây cái lùm tre này có chiếc xuồng, chiếc tàu gì hết. Ý, ở bên kia có anh đi làm ruộng rồi. Đó, làm ruộng đó cả nhà. Anh đi vòng trong. Mùa này lúa mạ nó lên cũng 2-3 gang rồi. Chuối này giống chuối già quá. Cái hoài của nó đâm ra lởm chởm, nó phúng ra trái chừng lóng tay à. Coi vậy chứ tầng nữa chạy lại là nó dài sọc luôn. Chuối nó mau ra lắm, nó mau lớn. Bên này cũng có căn nhà nữa, mà bên sông không biết đường nào để đi vào. Em nghĩ là vào sâu lắm đó. À, ha. Kênh mùa giữa tháng 7 này thì nước nó lên rồi. Ở đây mưa lại nhiều, có những cơn giông, cơn bão nữa cả nhà. Nó đã đi qua cầu vượt này, nước thì nó mênh mông rồi. Không còn mà những cái tháng về trước. Những tháng về trước mình đi vòng vòng ở đây, trời đất ơi, nó khô, nó rút xuống mà mình thấy thảm thương luôn á. Mình tưởng tượng như là cá mà nó không còn nước mà để nó thở nữa đó. Tại vì nước mà nó ít á, thì sức nóng nhiều quá nó làm cho nước mình nó sôi, nó nóng lên, nhiệt độ nóng lên, cá nó không thích nghi là nó sẽ ngủm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Thời gian đó em thấy cũng có nhiều nơi cá nó nổi bồng bềnh á, cá phi, cá rô rồi đó. Đi mấy cái kênh ở trong ruộng nó nóng dữ lắm, chịu không nổi. May là có đất đó nha. Còn nếu mà mình cái ao nào mà nó có xi măng ở dưới hay gì đó, nó không có cách nhiệt được là nó còn dữ dội hơn nữa, nó còn nóng hơn nữa. Qua cái khu nhà ai mà có những cái hàng bóng giấy này, quá trời quá đất. Bên kia có anh hay chú gì xa xa không thấy, đang đốt. Nhà quay ra mặt sông này luôn. Mấy đường bên kia đừng hỏi em nha, đường nào đi vào, em không biết đường nào đi vào luôn. Trời ơi, căn nhà lá
người ta làm nên y như là người ta giữ cái gì ở đây vậy đó, đóng đáy ở đây nè. Đó, người ta đóng đáy đó, cá nó ra vào là nó vô những cái lưới này hết nè. Tới ngày mình canh lợi mình đổ thôi. Nghĩ là con người mình cũng ấy quá ha, thông minh, biết cái thuộc tính của cá là sao, nó chạy nước ròng nước lớn như thế nào, rồi mình tìm cách mình giăng mình bắt nó. Quá trời luôn. Ngoài lục bình ở nhiều đoạn ở đây em thấy có rau muống nữa, rau muống rồi một số rau nhút, mà rau nhút cái loại mà trên bờ khô cạn á, chứ không phải là cái loại mà rau nhút bán thường ở ngoài chợ mình hay mua. Cái chuối này sao nó ngã rồi nè. Con kia nó đi theo cong quẹo quá quá nhiều luôn. Trời nó chuyển mưa làm cho khung cảnh tối thui luôn. Ráng ráng chạy, gái không có mưa quay cho nó đẹp. Đu đủ người ta trồng, người ta bỏ thí ở bên đường luôn. Trái chín mà cũng không ai ăn hết. Nguyên cái hàng dừa cặp với lại mé kênh mà trồng dừa nó tiện lắm nha, đỡ sạt lở đất lắm á, nó giữ đất chặt lắm, chắc lắm. Chuồng trời ơi, nguyên cái đám chuồng này nó bay thấp rồi. Ôi, chuồng bay thấp thì mưa rồi, bay cao thì nắng, bay dừa thì dâm. Ở này nó bay thấp chủm luôn á cả nhà ơi. Rồi vậy là lát nữa thế nào cũng có mưa. Wow, nó bay theo đàn luôn á. Rồi mình ra một cái nhánh sông lớn nè, để đi ra ở ngoài sông cái luôn. Ngay cua này đẹp quá. Cái góc bên đường có mấy cô đang dặm mạ gieo mạ gì lại phía bển. Qua cái đập cái cống này lớn ơi là lớn. Qua đây chạy quay mấy cái hàng dừa này cho cả nhà xem. Chú làm cỏ hả? Trời ơi, làm cỏ bờ quá trời luôn. Phải chờ chú. Cái ruộng này bao la bát ngát luôn á cả nhà ơi. Đi gì đâu mà mấy con đường này sao mà nó lởm chởm, đường y như là mới làm trải đá này nè. Nó xanh á. Bữa em chạy tới đây em thấy có nguyên cái hàng dừa đẹp quá trời đẹp luôn. Đang chạy tới phía trước rồi cả nhà, đồng ruộng nó xanh ngát. Ruộng ở đây mình chạy ngang sơ qua mình nhìn kỹ, nó không có ở dưới nước, nó không có vàng như là những cái ruộng ở dưới hướng Cần Đước rồi bên Đức Hòa nữa đó. Bên Đức Hòa nó vàng khè, cái gì đâu mới vàng khè. Còn ruộng đây là không có vàng nha, nước vẫn trắng trong đàng hoàng nè. Nguyên cái hàng dừa này đẹp ghê không, có trái luôn á, dừa dâu. Dừa này nó lỡ, nó không thuộc loại lùng mà nó cũng thuộc loại cao nữa, nó lỡ cũng dừa hái lắm. Bắt cái ghế lên là dặn được ha. Giờ dòng kênh nó chuyển qua bên đây, tại vì mình đi cái con đường ở bên này là nguyên đám chuồng luôn. Rồi nó bay thấp chủng ha, sắp sửa có mưa rồi. Mây đen nó kéo tới đen thui nghịch hết giáo nè cả nhà. Cái đám mây ở phía trước mình nè, dáng chạy lên tí xíu rồi. Quá xá rồi. Em thấy không khí hơi lành lạnh rồi đó. Cái cảm xúc mà
khi trời chuyển mưa hoặc là mưa lâm râm mà chạy ngắm những cảnh quê hương nó bồi hồi lắm. Rồi anh thấy bất ổn. Dưới đây là nó chưa có làm cái đường mà gì sao đi, kệ nó dán chạy luôn chứ giờ sao không được. Rồi dính sình rồi, tiêu em rồi cả nhà ơi, dính sình rồi, rồi nó lúng luôn rồi. Dán chạy lên đây mới qua được cái bên đây, kéo lên cố lên, rồi qua được rồi. Rồi chân cẳng em sình đất không hả. Tới đây ta tự nhiên cái ngưng lại, nó không nấu lên để cho cái đường nó đẹp ta. Ôi bên đây nguyên cái đám bồ ngót non trong hả, xinh rờn luôn. Mấy căn nhà này không biết có đường nào đi vô không nè, ở bên dòng kênh không thấy đường, tối hù luôn. Bên đây rau muống không, cái đường này mới làm rồi cả nhà, đường mới làm hơi khó đi. Giờ ở Cần Giờ một mình á, đường xá nó làm cặp cái kênh không, hầu như là em thấy hết 95% á là đường có kênh là có đường ha. Hai bên hiếm khi nào mà không có lắm, như nhà ruộng người ta thì mới không có thôi, còn ngoài ra là có hết á. Đổ đường xe hơi chạy cặp kênh đẹp lắm. Qua nguyên cái hàng dừa nữa, đường này không biết đi đâu, em cũng chưa đi luôn nữa. Ráng chạy lên miếng coi, đi khám phá kiểu này hồi hộp quá. Phía này có cái cầu, con đường này nó cong cong quẹo quẹo, này đi vào đâu ta. Ơi phía trước đẹp quá. Rồi chuối ở phía trước trồng, dừa trồng nữa nè, có chiếc xuồng nữa, nguyên cả cánh đồng bao la rộng lớn đầy lúa mạ non này. Nhìn cái mùa khô với mùa này thấy nó khác nhau hoàn toàn, nhưng mà chung quy á, nhìn cái thời điểm nào nó cũng có một cái cảm xúc riêng á cả nhà. Giờ mình nhìn lại mùa khô hạn nứt nẻ, mình thấy cũng có một cái gì đó gọi là bồi hồi. Chuối này người ta trồng là dày đặc luôn, trồng hay là nó tự lên không biết. Đường này mới làm xe lưu phía trước, nó cũng thấy nó để phía trước rồi. Tối quá, ông trời ông không có nắng nên cái cảnh vật nó hơi tối, quay nó không được đẹp lắm cả nhà. Chuyển mưa ở đây nghẹt hả. Nãy giờ mình chạy một đoạn cũng khá xa, đâu đâu cũng có nhà bà con mình hết. Nhà này nuôi cái gì ở dưới đây vậy ta, mấy cái dèo này chắc nuôi ếch quá. Mát cực kỳ luôn, gió nó thổi lồng lộng. Thoải mái mà ngắm cảnh. Đây có một căn nhà trong trường trong trọi, không có ai ở hết. Cánh đồng ruộng sông nước, gió lên quá lên,
ráng ráng chạy ra coi nó đâm ra cái con đoạn đường nào ở phía ngoài đây. Mây đen nó kéo đến ùng ùng luôn. Hy vọng là trời gió đó nó sẽ đưa mây đi hết rồi cả nhà. Ủa, đây là đâu? Đường nó đẹp nữa nè. Trời mưa mà những căn nhà ở trong đây nó buồn da diết luôn. Có những căn rất là đẹp nha cả nhà. Một căn nhà ở phía trong. Đường đâu đi vào ta? Nước nó ngập luôn á. Cái nhà mái ngói này xa lắm, không thấy rõ. À, đây ta chắc củi ở bên đây. Bên đây hình như là một cái con đường ở ấp Phước Kế á. À, rồi mình ra lại cái tuyến chánh rồi. Cái tuyến ngoài đây để đi ra quốc lộ 50 á cả nhà. Nhìn cây dừa kìa cả nhà. Gió thổi muốn cong cây dừa luôn. Mình ra tới cái tuyến lớn rồi. Cái tuyến này mình quẹo bên tay phải á, là ra lại cái quốc lộ 50 á. Đâu đó cái đoạn mà gần cầu Mông Gà á cả nhà đó, của Trường Bình á. Trường Bình ngày xưa, bây giờ nó đổi lại là xã Mỹ Lộc á. Nhiều cái điểm mà nó đổi tên á, em cũng không có rành hết được. Thì tới đây em xin ngừng video clip này lại nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với em trên cái clip này. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo nha.